Ok, hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào các bác, chào các bác đã quay trở lại với là hàng Nhật bãi đã rẻ nhé. Thì tiếp theo ở clip ngày hôm nay thì lâu lâu thì em lại lên cho các bác một em bếp từ nhé, bếp từ 3 này. Ôi, đây là con này là 3 kg này. Đây là 2 kg rưỡi này. Còn đây là một con hồng ngoại này. Đấy, đây là bếp từ âm các bác nhé, bếp từ âm này. Đấy. Đấy, tiếp theo nhé, con này thì gần như chưa dùng các bác nhé. Này, nhìn này, khay nướng này. Đấy, các bác nhìn thấy này. Đẹp nguyên luôn nhá. Như hàng lướt nhá, đây này. Đây, chân nướng lốc này. Đây. Để cho xem các bác xem khay nướng này. Đây. Con có đèn mở điện thoại đi, đèn bật đèn flash này. Đây các bác đèn đi bật flash cho các bác xem này. Đấy, đẹp nhá. Con này về các bác chỉ cần lau qua thì là sạch nhá. Đấy, em thì em chưa có thời gian nên em cứ quay lên đây đã. Đấy. Đấy. Mặt này các bác nhìn này. Mặt kính đẹp luôn nhá. Này, mặt kính này. Em zoom cho các bác xem. Mặt này không có xước các bác nhá. Mặt không xước này. Đấy, đẹp luôn này. Đây này. Có hốc này. Đây các bác nhìn hốc, góc là sạch nguyên này, em lau qua này tí nước đấy, góc này phải sạch nguyên nhé. Đấy, ok rồi đấy. Đấy, cắm điện này. Đấy, con này là điện hai điện cắm điện trực tiếp luôn các nhá, là 220 này. Kéo ổ điện kìa. Đấy, em test điện đây, điện nó vào này. Đấy, đây nhá, nước đi các bác nhé. Em chát sôi đi các bác này. Đây là bên trái nhá, đây này. Có cả rán nhá, chế độ rán này. Đây có nhà nước đang bắt đầu nước di chuyển này. Đây là bên đây điều chỉnh hồng ngoại và bên dưới nhá, thì tí nữa em sẽ lên sau cho bác được. Mới ký hiệu này, CH CF6B này đấy. Hàng siêu đất luôn. Bây giờ em chỉ mới lau qua cái bề mặt một chút thôi mà nó đã sạch này rồi. Đấy, có nhà nước đã nóng này. Bốc hơi rồi. Đấy. Thôi cho xong hết lên. Đây cho sẵn lên. Cho sôi đi. Cho hết cỡ này. Đấy, còn này, bên này 3 ký các bác nhé. Ừ, luôn sôi hẳn đi. Ừ, luôn sôi hẳn đi, bác xem. Đây, quay vành, xung quanh vành đi. Trong lúc đun sôi thì em quay thành vách cho bác xem này. Đây nhá, các góc này, thành vách này. Đấy, nhặt này. Đây nhá. Thành vách thì ok hết nhá. Đấy, dày to này mới toanh rồi đấy. Đây, em quay sang bên đây nữa. Nước này. Đấy, đây là ổ cắm này, em tự chế, em test cho bác thôi đấy. Tí chúng ta. Đấy, thành như mới luôn. Không có han răm, không dẻo đấy nhá. Đẹp nguyên luôn á. Thế này các bác nhìn hốc trong này. Đấy, các bác nhìn nước đã sôi nhá. Rất nhanh luôn. Các bác đẩy cho clip nó trong bao lâu nó sôi này rồi. Đấy, cái nguyên tắc mà các bác nó mới từ khi nó sôi các bác cũng phải giảm nhiệt từ từ nhá. Rồi các bác cứ tắt. Các bác biết cái màu đỏ này để làm chi đâu. Cái màu đỏ là cái là để nó quạt tản nhiệt nó vẫn quay, để tản nhiệt ở trên cái mặt bếp này thì các bác dùng bếp từ nó mới bền. Đấy, cái nóng. Sôi luôn nhá. Con này là con 2,5 này. Khi mà các bác muốn tắt cái bếp này, các bác thường là cho giảm nhiệt độ. Giảm về này đấy, xong rồi mình mới tắt đấy. Cái đấy là nguyên tắc mà tắt bếp từ ấy mà. Nhanh nhá, đây bếp hồng ngoại này. Đấy, hồng ngoại giữa này, đây phím hồng ngoại giữa nhá. Đấy, đỏ luôn này. Đấy, cho đặt bếp cái sôi cho các bác xem. Cái bếp mà nóng thì đừng có di nhá, di sức. Ờ, cái mặt nhá, nóng thì các bác phải nhấc lên luôn chứ mà các bác di ấy là nó dễ bị sức sức mặt. Chứ bình thường mà lúc nó nguội ấy, các bác lấy dao các cạo chả xước. Thế nhưng mà khi mà nó đã nóng rồi ấy thì các bác cầm dao nhấc lên luôn chứ không được di là sẽ bị sức về mặt bếp. Tại vì nhiệt độ nóng thì nó làm cho cái vật chất nó giãn ra mà. Dễ xước. Đấy, bếp ngoại nó nhìn này, đỏ lừ này. Bếp ngoại thứ hai, còn đây là ok nào, mình bật chế độ nước cho các bác xem.
Đấy em tắt đi nhé. Đấy, tắt chế độ ngoài đây, tắt chế độ nước này. Bật chế độ nước này. Đấy. mười chín phút này, bật chế độ 19 phút này đấy, mở mở chặt luôn, bật bật lên. Đấy, nước cá đồ tươi đấy. Nóng quá bác nhá, nóng rồi đấy. Nóng rất nhanh luôn. Đấy. Đấy, tất cả cái đó nhé các bác nhé. Đấy. Đấy, khi nào cái này nó hết, cái đèn nó báo hết cái đỏ này các bác mới được tắt. Đấy, các bác mới tắt cái này nhá. Tại vì đấy là cái chế độ an toàn của khi mà dùng cái từ mà muốn an toàn đấy. Thì con này em báo giá với các bác là 6 triệu nhé, 6 triệu các bác chuyển khoản thì em bao ship. Còn lại mà các bác mà đặt hàng mà ship cố đây thì các bác đặt cọc giúp em nhé, là 500. Đấy, với những cái mặt hàng này thì các bác phải đặt cọc giúp em ấy. Tại vì các bác đến nơi này các bác thích đặt cho thích ấy. Các bác là lại hàng ấy, là quay đầu rất là tốn kém phí của ship của bọn em ấy. Đây là 6 triệu bao ship. Đấy, 6 triệu bao ship nhé các bác chuyển khoản, em bao ship. Còn các bác mà ship code thì các bác đặt cọc, cô làm đặt cọc giúp em 500. Thì thôi nhá, đây là clip kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác đã xem clip nhá. Các bác xem clip thì của em thì cho xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh ạ. Chào các bác.